Ôi mẹ ngồi ăn đi. Mẹ hoái là bắt đâu được hai con gà thịt. Mẹ ơi, gà nhà mình. Hai con gà nhà mình chứ gà nhà ai? Hai gà nhà mình. Đúng rồi. Đúng rồi, hai cái thằng lười làm hay ăn. Cái gì mẹ ơi? Quên mẹ nhá. Cái gì? Con chó các bạn ạ, con được tổ chức sinh nhật các bạn ạ. Uầy, sướng thật đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, các bạn đã thế các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ tổ chức sinh nhật cho con bò này của nhà mình các bạn nhá. Đấy, cái con bò này các bạn ạ, ở nhà mình cũng phải được 10 năm rồi các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức sinh nhật cho con bò này các bạn ạ. Đấy, bò à, không ăn nữa. Hôm nay tao sẽ tổ chức sinh nhật cho mày. Bây giờ về tao sẽ tổ chức sinh nhật cho mày, không ăn cỏ nữa. Đấy các bạn ơi, con bò này ở với nhà mình là được 10 năm rồi các bạn ạ. Thế tính ra là nó cũng được 10 tuổi đấy các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ tổ chức sinh nhật cho nó các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ về gọi em trai mình thịt gà. Đấy, để tao mua bánh sinh nhật cho mày ăn. Đấy, tổ chức sinh nhật cho mày nhá. Đấy, rồi các bạn ơi. Đấy, con chó con được tổ chức sinh nhật các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức cho con bò nhá. Con bò này các bạn ạ, nó cũng giúp nhà mình làm việc bao nhiêu năm nay các bạn ạ. Đấy, cầy bừa rồi các kiểu các bạn nhá. Đó thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tổ chức cho con cho chú bò các bạn nhá. Đấy, 10 tuổi. Đi, về thôi. Các bạn ơi, đấy, bây giờ mình sẽ buộc bò ở đây các bạn nhá. Bò ơi, hôm nay ta sẽ tổ chức sinh nhật cho mày nhá. Đấy, mày cũng gắn bó với nhà tao 10 năm rồi, tính ra mày cũng được 10 tuổi. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ buộc bò ở đây các bạn nhá. Đấy. Sau đó mình gọi em trai mình đi thịt gà các bạn ạ. Mình sẽ đi mua bánh sinh nhật, nay về tổ chức sinh nhật cho chú bò nhà mình các bạn nhá. Đó. Đấy, các bạn ơi, hôm nay chắc mẹ mình cũng vui lắm các bạn ạ. Mình lại tình cảm với lại chú bò các bạn nhá. Đấy, rồi, mày ở yên mình nhá. Ui, Hậu ơi, Hậu. Dậy. Cái gì đấy? Dậy Hậu ơi. Hả? Em giờ nay con ngủ, em hôm nay em quên mất ạ. Hôm nay sinh nhật ai em không nhớ ạ. Sinh nhật ai? Sinh nhật em, có phải anh, có phải em mẹ? Mẹ không, ai sinh nhật mẹ? Thế này sinh ai? Em có biết một cái thành viên trong gia đình mà giúp nhà mình 10 năm rồi không? 10 năm là một thành viên là 10 năm, anh có va vẩn, đang ngủ rồi. Em dậy đi, đi bắt gà ấy, để anh tổ chức sinh nhật cho thành viên đấy. Cho ai cơ? Còn bò ấy, còn ai nữa? Cái gì? Anh bị làm sao ấy? Tổ chức sinh nhật con bò ấy, anh lúc này là 28 tuổi, anh chưa ai tổ chức sinh nhật con bò bao giờ. Em ơi, trên mạng chó còn được tổ chức sinh nhật thì mình. Con bò nó giúp nhà mình như thế, 15 rồi tổ chức sinh nhật. Anh nó va vẩn mà bắt gà của mẹ, mẹ về mẹ đánh rồi. Em không sao, sợ mẹ đánh lắm. Thế em ăn thịt gà không? Cố là ai thì ăn, em đói lắm rồi nhưng mà bắt gà mẹ đánh chết. Bao nhiêu tội anh chịu hết. Anh chịu gì? Đúng. Thế thì mấy con? Em ra bắt hai con đi. Để hôm nay là tổ chức làm to luôn. Tổ chức thật á? Thật. Được rồi, thế là em đi bắt gà. Bao nhiêu tội anh chịu hết. Anh phải chịu ấy. Anh ơi đây em bắt được hai con gà rồi. Rồi. Nhưng mà hôm nay á, về mà mẹ ấy anh phải chịu tội đấy. Em không chịu tội đâu. Thì em có ăn thịt gà không? Có ăn nhưng mà anh bảo đâu anh chịu tội mà. Được, bây giờ về đun nước thịt nó đi. Ok, đấy. Thế để em về thịt nhá. Rồi. Đây, nhanh lên. Các bạn ơi, đấy cái cuộc đời mình năm nay 28 rồi bánh trưng rồi các bạn ạ. Chưa bao giờ mình làm sinh nhật cho một con bò các bạn ạ. Đấy, thôi rồi hai đứa mày hôm nay quá kiếp này xong kiếp sau làm kiếp khác nhá. Đấy, để nay tao làm tổ chức sinh nhật cho chú bò nhà tao nhá. Đấy. Đấy, hôm nay là sinh nhật mày nhá, mày phải đội mũ sinh nhật nhá. Đấy, các bạn ơi, mình đội mũ sinh nhật cho bò các bạn ạ. Đấy, hôm nay là sinh nhật chú bò của nhà mình các bạn nhá. Đấy, rất là đáng yêu các bạn nhờ. Đấy, hôm nay là sinh nhật bò các bạn nhá. Rồi, các bạn ơi, các bạn bánh sinh nhật đây các bạn nhá. Mình đã chuẩn bị cho chú bò nhà mình các bạn ạ. Đấy, đây này, bánh sinh nhật mình đã chuẩn bị các bạn nhá. Các bạn ơi, hậu thịt gà chắc phải một lúc nữa mới xong được các bạn ạ. Đấy, đây này, bánh sinh nhật mình đã chuẩn bị cho chú bò nhà mình các bạn nhá. Happy birthday chú yêu. Happy birthday chú yêu. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn chưa? Đây là chiếc bánh sinh nhật của chú bò mình đã chuẩn bị cho bò các bạn nhá. Hôm nay là sinh nhật của chú bò nhà mình, 15 gắn bó với nhà mình các bạn nhá. Đấy.
Happy birthday to you. Đó. Chúa bò này của nhà mình các bạn ạ. Là gắn bó nhà mình 15 rồi. Đấy, cũng là được 10 tuổi các bạn nhá. Đấy, thì đây là cái lến 10 tuổi các bạn ạ. Rất là ngộ nghĩnh đáng yêu các bạn nhá. Từ từ, chưa thổi được. Đấy. Rồi. 10 tuổi các bạn ơi. Đấy. Hậu thịt gà lâu thế nhở? Hôm nay tao phải thịt hai con gà để ăn mừng sinh nhật mày đấy. Các bạn ơi, cắm vào đây các bạn nha. Tí nữa là thổi lến. Đấy các bạn ơi, 10 tuổi các bạn nha. Đội mũ sinh nhật vào cho giống chú bò các bạn ơi. Wow, anh ơi, đây là anh nhìn thấy đúng không? Wow, được không? Hai chú gà rất là ngon các bạn ơi. Đấy, wow, thấy chưa? Hôm nay làm to luôn các bạn ạ. Đấy, hai con gà luộc đẹp đây Hậu ơi. Ok, sao? Lần đầu tiên em được dự sinh nhật của một chú bò ấy hả? Ui, thế nó mới chất em ạ. Mình ngầu, con bò nhà mình nó xứng đáng em hiểu không? Nó ở với nhà mình 15 rồi. Cho nên là cũng nó cũng xứng đáng thôi. Đúng rồi, nói chung là cũng phải lên tổ chức bây sinh nhật em, cho nó một lần cho nó. Em phải biết là nhá, ví dụ như là bây giờ em ra ngoài kia cuốc ruộng đúng không? Đúng rồi. Em cuốc khá không hốc, đây nó cày hết cả một ruộng luôn. Nó rất là xứng đáng các bạn. Đấy, nó rất là xứng đáng các bạn nhá. Đúng rồi, xứng đáng. Hậu ơi. Hả? Hậu lấy lửa để châm lên để thổi lên để chúc mừng bò năm nay được 10 tuổi rồi không? Ok ok. Đâu rồi Hậu ơi, mang đây. Đây đây. Đấy. Đấy. Các chị... bạn ơi. Bây giờ là đốt pháo sáng ăn mừng các bạn nhá. Đấy. Đâu đi anh ơi, nhanh đi, còn anh em mình còn mở tiệc cái chứ, đói lắm rồi. Yeah. Wow. Happy birthday to you. Đang làm gì đây? Ôi mẹ, ui mẹ ơi, mẹ ơi. Mua cá bò đây. Đặt vào đây, vào đây, vào đây. Đây. Làm cái gì, cô làm cái gì đấy? Ơi. Hai con gà luộc. Đặt cái bò đây. Đây, em bảo. Khổ chứ cô làm gì đây mà bò luộc nước cửa nhà. Mẹ ạ. Hôm nay là lại có bánh sinh nhật gì đây? Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật bò đấy mẹ. Đúng rồi. Sinh nhật bò. Sinh nhật bò mẹ đây đâu nhớ là mẹ ấy mẹ. Có bị ngáo không? Có ngáo không? Có thần kinh không? Sao lại mẹ bảo một con ngáo? Sao lại ngáo? Bò nhà sinh nhật bò đúng không? Đồ hay ăn thì lại vẽ ra để mà ăn gì? Mẹ ơi. Hai con gà. Con nói cho mẹ biết nhá. Mẹ thấy con bò này nó có giúp việc nhà mình không? Nó có cày cấy, nó đi cày đi cuốc ruộng hùng của nhà mình không? Nó là đầu cơ nghiệp nhà mình rồi. Đấy, nhưng mà mẹ chưa bao giờ mẹ thấy sinh nhật bò à? Các con mẹ ơi, ở trên thế giới nhá, chó nó còn tổ chức sinh nhật chó. Rồi. Hôm nay Hưng còn cho xem clip về con chó sinh nhật. Đấy. Thế nên con bò nó giúp nhà mình như thế là sao không tổ chức được cho đúng nó. Bắt đầu đi đi thịt hai con gà lãng phí. Thôi mẹ ngồi ăn đi. Mẹ hỏi là bắt đầu được hai con gà thịt. Mẹ ơi. Gà nhà mình. Hai con gà nhà mình chứ gà nhà ai? Hai gà nhà mình. Đúng rồi. Đúng rồi, hai cái chẳng lười làm hay ăn. Cái gì mẹ ơi? Quên mẹ nhá. Mẹ ơi, sinh nhật bò không? Hả? Mẹ ơi, lời làm hay ăn. Ôi, hôm nay sinh nhật bò à mẹ? Đúng rồi. Của nhà ai là sinh nhật bò à? Con đi cả cái giới này. Hôm nay này thôi ngày vui của con bò mẹ cầm cây đi bắt vui. Ăn hoang. Mẹ ơi, biết là con bò đó là đầu công nghiệp thì chưa có ai làm là sinh nhật bò. Biết đâu năm nay mình tổ chức sinh nhật cho bò, năm sau bò làm khỏe hơn hay sao? Đúng rồi. Khỏe hơn nên là cái mồm hay ăn. Mẹ ơi. Ok, gà thịt rồi. Gà thịt rồi. Ra kia là thưởng thức đấy. Con mình ngồi thưởng thức. Thế nên mẹ ơi, ruồi bâu. Nghe nó buồn cười quá, ai được sinh nhật bò à? Thì bây giờ lỡ làm rồi làm nào? Đi. Còn hay ăn. Mẹ bỏ cái roi xuống. Đúng rồi, mẹ bỏ cái roi bỏ con vất vả thịt gà cả buổi sáng đi. Đi đây mẹ ơi. Đầu đi sinh nhật bò. Ra đây mẹ ơi, nhanh lên mẹ ơi. Trận hai con nó lãng phí. Ngầu lắm các bạn ạ. Ngầu. Thôi mẹ ơi, ngồi đây mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ngồi đây. Mẹ ngồi đây, mẹ ngồi đây thưởng thức. Đấy. Đấy. Không sợ. Nó không hút. Mẹ ngồi đây. Hôm nay chú bò hồi hộp với ngoại lần mẹ giữ nó không. Đấy, Hậu bê hẳn ra đây. Đây đây. Đấy. Đấy. Mẹ ngồi giữa đi. Ngồi đây, Hậu lấy ghế cho mẹ đi. Nhưng mà con đây phải đi cắt cỏ cho bò à chứ. Mình sinh nhật mình ăn này mà bò không được ăn. Không, mình lấy cái tinh thần thôi mẹ. Đấy. Ban đầu sinh nhật bò à. Đây mẹ. Đấy mẹ ngồi ghế đi. Đấy, hôm nay là sinh nhật bò à. Thổi lến mẹ ơi.
thổi lến cơ. Quên mất cái bước thổi lến đấy mẹ. Đúng vừa mình... đấy là mẹ không ấy thổi lến. Phải cho bò thổi lến chứ. Phải cho bò thổi lến nhở. Có cái đầu. Bò thổi lến chứ. Đấy. Bò thổi nào được. Bò thổi được. Bò ướt đi bò ơi. Bò ướt đi. Bò ướt cái gì? Đấy cho bò thổi nhá. Thổi đi. Đấy thổi này. Đấy xong rồi các bạn ơi. Rồi. À, con ơi, cái vùng quanh cái bánh sinh nhật này này này. Cỏ mẹ. Đấy, đây là cỏ mẹ. Ừ. Đấy, người ta làm khéo mẹ nhỉ. Khéo nhỉ. Đấy. Thế con đặt hay là con đi mua nó có? Mẹ ơi. Hả? Cái này là con đi mua ấy mẹ. Mua nhưng mà có ai có bánh sinh nhật bò à? Con nói. Có mà, mẹ đặt là người ta làm mẹ cho. Ơi, mẹ. Mẹ muốn làm sinh nhật về con gà này người ta còn làm được nhá. Mẹ ôi. Hiểu không? Đấy, thôi được rồi mẹ ơi. Ta ăn đồ mặn trước. Đúng rồi. Nói em thèm lấy rồi. Tí hôm nay sinh nhật bò này, đương nhiên là con ăn xong là con lại đi bò giữ bò tiếp. Bò tiếp vào cắt cỏ. Đấy. Mình thèm lắm rồi các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, gà ngon lắm các bạn ạ. Đấy. Wow, thịt chắc lịch. Ui. Các bạn ơi. Ngon đấy. Gà của mẹ ngon đấy. Gà mẹ ngon thật. Các bạn ơi nhìn này. Đấy, cái đùi gà này mình sẽ cho mẹ mình các bạn nhá. Đấy. Rồi, ra nước Hậu. Cho Hậu cái đùi đi. Đây. Được anh ạ. Đấy, hôm nay Hậu vất vả luộc gà các bạn ạ. Đấy, đây. Mời MC. Đấy. Con mời mẹ nhá. Rồi. Chúc mừng sinh nhật chú bò nhá. Đấy. Cảm ơn chú bò, hôm nay mình mới có bữa ngon này các bạn ạ. Rồi. Rồi, bây giờ mời tất cả các cháu cùng chấm ăn. Mẹ muối chấm bà nhá. Thế hôm nay hai con nó cũng hơi vui rủi, các cháu lại làm sinh nhật bò à. Đấy. Hôm nay là lần đầu tiên bà thấy. Các bạn ơi, các bạn con bò à các bạn ạ, nó ở làm cho nhà mình nó vất vả các bạn ạ. Hôm nay mình thấy ở bên nước ngoài người ta làm sinh nhật cho chó thì mình làm sinh nhật cho bò các bạn nhá. Được. Mời các bạn nhá. Mời mẹ nhá. Mời mẹ nhá, mời các bạn nhá. Thôi. Wow, gà ngọt quá mẹ ơi. Đấy, gà của mẹ mình lại không ngon. Họ nói bằng thừa. Gà ngọt thật mẹ. Ngọt. Người nói thật với mẹ, con cuộc đời con sinh sống đến tầm tuổi này, hôm nay con mới lần đầu tiên sinh nhật của bò ấy. Đấy, Hậu à, Hậu ở với anh nhá. Là tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, em hiểu không? Wow. Khéo mày lại tổ chức sinh nhật cho chó ấy nhỉ. Nhà mình có nuôi chó không? Hay gà lại hết rồi. Gà có hai con thì hết rồi các bạn. Không mà gà mẹ nuôi ngọt thật. Mẹ ơi. Lần sau mẹ nuôi con gì con lại làm sinh nhật cho con đấy nhá mẹ nhá. Được không mẹ? Được. Đấy. Các bạn ơi. Các bạn, hôm nay các bạn ạ. Mình rất là vui các bạn nhá. Đấy. Chú bò của nhà mình cũng rất là vui các bạn ạ. Các cháu ạ, nói chung là con bò mới lại con trâu đó là đầu cơ nghiệp của gia đình nhà bà. Mẹ cùng các cháu ạ, nó rất chi là giúp có ích. Nhưng mà bà thấy nó cũng vui nhưng mà nó lại cũng buồn cười các cháu ạ. Chưa ai có sinh nhật bò ạ. Mà gà ngon các bạn. Mẹ ăn mẹ lên mẹ. Ơi. Mẹ ơi. Con cắt bánh sinh nhật để cho mẹ lếm xem bánh sinh nhật bò nó có ngon hơn không. Đúng rồi. Anh cắt bánh sinh nhật ăn bánh sinh nhật à mẹ? Đúng rồi. Các bạn ơi, mình cắt bánh sinh nhật bò cho mẹ mình ăn nha bạn nhá. Sinh nhật là phải ăn bánh sinh nhật nó mới đúng. Đúng rồi. Đấy, mẹ ơi. Đây các bạn nhìn này. Đây là cỏ các bạn nhá. Ừ, cho đấy. Cỏ cho mẹ. Chắc ngon đấy mẹ. Ngon. Ngon chứ. Lần đầu tiên được ăn cỏ á mẹ nhỉ. Đấy. Khéo 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 khéo. Cho em miếng đi. Đấy mẹ ơi. Đấy bánh sinh nhật đấy. Hậu ăn không? Có à, cho em miếng. Cho em bánh thử bánh sinh nhật bò này xem nó có ngon không. Rồi. Các bạn ơi, mình cho Hậu miếng bánh sinh nhật bò à các bạn nhá. Đấy. Được không mẹ? Ngon. Ngon à? Các bạn làm khéo thế. Wow. Đấy Hậu ăn đi. Đấy, mẹ ăn thì ngon không? À. Mình cũng làm bánh miếng bánh sinh nhật của bò à các bạn nhé. Rồi. Đấy. Năm nay mẹ con bò nhà mình nó vui. Kiểu gì năm nay là nó sẽ làm khỏe hơn năm ngoái. Phải khỏe hơn đấy. Đúng rồi. Bánh sinh nhật bò ngon nhờ mẹ nhờ. Đấy, mời các bạn ăn bánh sinh nhật bò à mình nhá các bạn nhá. Có cả vị màu xanh giống y như cỏ. Đấy. Nhưng mà thực ra nó đây mình cũng làm miếng cỏ các bạn nhé. Ngon mẹ nhờ. Ngon. 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 Con ăn đi mẹ đi ấy đi mẹ đi
Nghe giống. Nghe giống. Nhá, tôi còn ăn nhá. Vâng. Thôi rồi mẹ đi. Bà chào tất cả các cháu nha. Đấy các bạn ơi. Con ăn đi. Các bạn. Hôm nay mình rất là vui các bạn ạ. Hậu có vui không? Có anh ạ. Em vui và sướng cái mồm á. Đấy, Hậu thấy chưa? Muốn ăn thịt gà của mẹ này. Mà mẹ không thể làm đánh bọn mình được. Được, mưu của anh được. Đấy, các bạn ơi, các bạn ấy mưu của mình đỉnh không? Quá đỉnh. Đấy, ăn thịt gà ngon lắm các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye, bye, bye.